Kênh Bất Động Sản Thiện Nhân xin kính chào quý vị. Nay tôi đang đứng ở đây là ở đường Võ Thị Sáu thuộc phường 2 thành phố Vũng Tàu. Trước mắt quý vị đây chính là cái chung cư Vũng Tàu Melody. Đấy là ngã tư đường Võ Thị Sáu với lại đường Hoàng Hoa Thám. Quý vị đi ra đây theo rẽ tay phải á là ra bãi trước, à quên, ra bãi sau. Đấy, ngay cái chỗ quảng trường, cái nơi người ta hay tổ chức các cái sự kiện, những cái ngày lễ, chương trình, các chương trình văn hóa văn nghệ ở đây ấy. Ngay là đường Thủy Vân, này đi bộ ra biển rất là gần. Thì giới thiệu quý vị, trên cái con đường Võ Thị Sáu này, ngay gần với lại ngã tư đây, tôi đang có một cái căn nhà mặt tiền đường có diện tích là 140 m², giá đang chào bán là 16,9 tỷ. Đó, có chiều ngang là 6,1 m, nở hậu là 6,3 m, chiều dài là 24 m. Đấy, đã xây một trệt hai lầu rồi. Đấy, thì ngay gần đây thì cái video này thì tôi muốn giới thiệu cho quý vị biết ở cái khu vực này có một căn nhà là như vậy. Còn phía bên trong nhà thì hiện tại thì chủ nhà không có nhà nên là tôi cũng không có quay ở bên trong được. Nhưng mà quay ở đây để cho quý vị hình dung được cái khu vực này nó như thế nào. Còn với cái nhà đó thì hiện trạng thì cũng đang nhà có nhà lầu rồi, một trệt hai lầu rồi, và tôi thấy một cái mức giá như vậy ở đây là tương đối tốt. Dạ, tương đối tốt. Đây, khu này rất là gần và rất gần biển. Đây là núi nhỏ nơi có tượng Chúa Giang Tay. Ở khu vực này là rất thích hợp với lại việc kinh doanh các cái dịch vụ về du lịch hoặc là làm văn phòng các thứ vân vân. Nói chung thì mặt tiền thì quý vị có thể là làm được rất nhiều vấn đề ở đây. Đó, thì sơ bộ cho quý vị biết. Rồi ở đây nói chung tôi có mấy căn nhà mặt tiền bán luôn. Có căn là 15 tỷ, căn đấy lại 16 tỷ 9, 14 tỷ vân vân. Thì tùy các diện tích khác nhau, các vị trí khác nhau. Rồi ở trong hẻm thì trong hẻm có căn 7 tỷ. Rồi khu Á Châu thì cũng ngay gần đây. Rồi biệt thự ở đây thì tôi có căn 328 m², giá đang chào bán là 14,5 tỷ. Rồi những cái căn biệt thự ở khu này là đường Lạc Long Quân ở ngay đây, các thứ rất là gần. Thì Lạc Long Quân là một cái khu biệt thự, chuyên biệt thự thôi, nên là rất thích hợp để những ai lựa chọn để làm một nơi nghỉ dưỡng hoặc là một nơi an cư lập nghiệp với mục đích là yên tĩnh. Thì đó là một cái vị trí vô cùng đẹp để mình ở là như vậy đó. Thì trong các cái hẻm đường Võ Thị Sáu này thì hẻm nào cũng rất là rộng, đường thông thoáng, đường bàn cờ. Còn khu Lạc Long Quân thì cũng là đường bàn cờ và khu đó là chuyên biệt thự thôi. Và giá ở cái khu đấy thì trung bình là 16,5 tỷ vân vân. Đấy, thì là tôi có vài cái căn như vậy. Quý vị nào quan tâm ở đây thì cứ alo chúng tôi theo các số điện thoại bên dưới. Xin kính chào quý vị và hẹn gặp lại quý vị trong các video sau. Quý vị hãy đăng ký kênh của chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất mà chúng tôi đưa lên nhé. Xin thân ái và chào tạm biệt.